year are you studying? I'm also in the second year. I'm studying bachelor. Yes, it's difficult and you have to study a lot. I'm Iran. What's your name? My name is Ali. Đã đến lúc mình phải làm một việc gì đó dựa trên sự liên kết từ phía Đức, sự hợp tác từ các trường đại học với mình, cũng như dựa trên cái quan điểm là mình sẽ phải mang lại lợi ích cho tất cả các bên, mình cho các bạn du học sinh Đức, về phía Đức và kể cả các trường đại học cũng như các trường trung học phổ thông sau này mà mình sẽ liên kết. Và đó là quyết định mình thành lập công ty du học Đức. Và mình xin được phép làm một vlog khá nghiêm túc về vấn đề này. Và có lẽ đây sẽ là một vlog khá nhàm chán. Có lẽ nhiều bạn thắc mắc cũng sẽ cho rằng mục đích làm vlog của anh bấy lâu nay cũng chỉ để mở trung tâm du học Đức. Thành thật mà nói thì có lẽ tất cả chúng ta sống cần phải có mục đích và có mục tiêu riêng về cuộc đời của mình. Và mình xin được phép hôm nay nói với các bạn, những người theo dõi kênh mình bấy lâu nay, những điều như sau. Điều thứ nhất, nội dung và định hướng kênh YouTube của mình bấy lâu nay vẫn không hề thay đổi. Và mình không xây dựng một video kiểu trang trọng, lịch sự, hầm hố và làm những video câu view về phía công ty du học Đức của mình. Kênh YouTube vẫn là nơi để cho các bạn giải trí và mình vẫn sẽ tiếp tục nói về nước Đức một cách chân thực và rõ ràng nhất cho các bạn. Và điều thứ hai, mình sẽ làm những vlog bằng tiếng Đức cùng với những người thầy đến từ nước Đức để cho các bạn một phần nào đó giải trí. Thứ ba, trang web riêng cá nhân của mình vẫn đang trong quá trình xây dựng dần dần và số điện thoại cá nhân của mình sẽ để đây cho các bạn. Hoặc ở trên cái trang web đó, người cầm máy nghe giọng nói của bạn là giọng của mình chứ không phải bất kỳ một giọng của một ai khác. Còn những người nhân viên ở trên đó chỉ có nhiệm vụ đưa máy cho mình nghe các bạn nói mà thôi. Và cách nói lẫn nhau để thụ lý và xử lý hồ sơ của các bạn. Về chi phí du học Đức, có lẽ đây sẽ là một mối quan tâm rất lớn của hầu hết các bạn du học Đức. Và vì mình kết hợp trực tiếp với công ty ở nước Đức cho nên sẽ giảm thiểu chi phí xuống tối ưu cho các bạn. Nếu như các bạn tìm thấy một trung tâm du học Đức nào có giá chi phí thấp nhất thì ở đó sẽ là công ty của mình. Còn nếu như các bạn tự làm hồ sơ được thì hãy tự làm. Mình cũng đã chia sẻ một vlog về thủ tục từ đầu đến cuối để các bạn tự nộp hồ sơ ở Đức. Điều thứ năm, sự uy tín. Đây là lời nói từ miệng mình. Số nhà 114 Đoàn Ngọc Nhạc, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng là nhà riêng của mình. Nơi mình công tác đó là trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Vì nhận lệ phí dù chỉ 1.000 mà không mang lại được hiệu quả gì cho các bạn thì nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp bên kia của mình. Các bạn xem liệu mình có dám đánh đổi những cái điều đó hay không. Và dù chỉ 1.000 đi chăng nữa thì đó cũng là đồng tiền xương máu của ba mẹ bạn và bạn đã cố gắng dành dụm tiết kiệm cho công việc tương lai của mình sau này. Và mình hiểu được điều đó vì mình cũng đã có một cái thời điểm nhặt vỏ lon ve chai ở Đức để đi đổi những đồng tiền nhỏ bé kia. Nên chắc chắn các bạn sẽ rất tiếc nuối khi tiền mình mắc mà kết quả mình không mang lại được. Nên mình sẽ có những thủ tục rõ ràng từng bước để các bạn đóng lệ phí, đạt được kết quả A2 hoặc là B1 trước khi mình đi du học, cùng với sự nỗ lực hết mình của các bạn. Ngoài những việc học ra thì mình cũng sẽ cố gắng động viên chia sẻ thêm những kinh nghiệm thực tế ở ngoài đời tại trung tâm du học của mình. Các bạn có thể đóng lệ phí từng khâu một, ví dụ như lệ phí xin hợp đồng nghề, lệ phí xin visa, lệ phí mua vé máy bay. Hoặc các bạn cũng có thể đóng lệ phí một lần cho mình trọn gói để mình tiện chi trả các khoản tiền đó cho các bạn. Về yêu cầu học lực ban đầu, các bạn chỉ cần tốt nghiệp trung học phổ thông 12 và các bạn chỉ có bằng tiếng Đức A2 thôi thì mình bắt đầu xúc tiến quá trình tìm trường và hợp đồng nghề cho các bạn. Và chúng ta phải cam kết rằng trong suốt quá trình đó các bạn phải nỗ lực để đến khi có hợp đồng nghề đi du học, bạn có được bằng tiếng Đức B1. Và cũng có thể xảy ra trường hợp đó là các bạn không cần chứng minh trình độ tiếng Đức của mình cũng được, nhưng mà đến khi mình phỏng vấn Sky từ phía mình và phía Đức, các bạn một phần nào đó đáp ứng được tiêu chuẩn về ngôn ngữ thì mình cũng sẽ gửi các bạn đi du học thôi.
Một lần nữa, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này của mình đến giờ phút này. Và theo như các bạn nghĩ thì đây đúng hoàn toàn là một vlog quảng cáo. Mình thành thật xin lỗi vì điều đó. Bởi vì chúng ta cần nhiều thứ trong cuộc đời này nữa. Và chúng ta cũng cần phải hợp tác qua lại lẫn nhau để mình và các bạn cũng như phía Đức, phía trường đạt được mục tiêu của mỗi một chúng ta. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã xem vlog này của mình.